xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục đi tìm xe đồ chơi nè các bạn ơi. Các bạn hãy tiếp tục theo mình tìm nha. Wow, ui, ai cha, ai mình tìm được một chiếc xe tải nè các bạn ơi. Wow, xe tải này xe tải chở cát nha. Này, xe tải chở cát nè các bạn ơi. Sau đó xe đổ cát ra nè. Các bạn thấy lợi hại chưa? Ok, một chiếc xe tải chở cát rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây, cho vô gỗ nè. Tiếp theo mình sẽ đi tìm nha. Đây, một chiếc xe khoan bê tông nha các bạn ơi. Đây, xe này xe khoan bê tông như thế này nè các bạn. Cái mũi khoan nè các bạn ơi. Cái mũi khoan bê tông rất là bén luôn nha. Khoan xuống vậy nè. Khoan là bể gạch bể đá hết trơn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm những chiếc xe khác thôi. Đây, xe này xe gì đây? Một bạn xe cần cẩu nha các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát nha. Mình sẽ múc thử cho các bạn xem này. Cần cẩu múc cát này các bạn ơi, thấy chưa? Múc thêm một cái nữa coi. Cái cần múc cát rất là êm luôn. Xe này cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Cho vô gỗ. Tiếp theo mình sẽ đi tìm nữa nha. Đây rồi. Một chiếc xe cần cẩu múc cát xịn đây các bạn ơi. Xây được luôn nè. Xây vòng vòng được luôn nha các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát xịn đây nha các bạn. Múc nè. Đổ ra nè. Múc cát nè. Đổ ra nè các bạn ơi, thấy xịn chưa? Các bạn thấy xịn chưa? Xịn chưa? Ok, cho vô đây. Ui, trên chiếc xe này lại có thêm một chiếc nữa nè các bạn ơi. Xe này là xe ủi nha các bạn, xe ủi cát nha. Xe ủi cát nè các bạn ơi. Ủi cát nha, rất là lợi hại luôn. Chạy trên cát đồ được luôn nè các bạn. Ủi nha. Cái lưỡi này rất là bén luôn nha các bạn. Cái lưỡi này ủi cát rất là bén nè. Xe này cũng là xe xịn luôn. Các bạn thấy nãy giờ mình tìm toàn là xe màu vàng không luôn nè các bạn ơi. Bữa nay mình lại tìm xe màu vàng không luôn rồi. Hôm qua thì mình tìm xe màu đỏ, bữa nay thì tìm xe màu vàng nha. Ui các bạn ơi. Cái máy xúc nè các bạn. Xe này xe ô tô máy xúc nha. Xe này xe ô tô xúc cát nè các bạn ơi. Mình sẽ thử xúc cho các bạn xem đây. Các bạn thấy ngon lành chưa? Mình lắp cục đá lại luôn nè. Đây, lắp cục đá lại luôn nha. Lắp lại luôn. Ok, cái máy xúc này rất là đẹp luôn nha các bạn. Tiếp tục mình đi nữa thôi. Ôi các bạn ơi, chiếc xe tải nè. Chiếc xe tải này rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất là dễ thương luôn nha. Xe này không có bánh chớn nha các bạn ơi. Xe này thì chạy đẩy tới không nha các bạn, không có bánh chớn nha. Cho vô gỗ thôi. Tiếp tục thôi các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây thêm một chiếc xe bồn chở xăng dầu nữa các bạn. Rất là đẹp luôn. Ok, cho vô gỗ luôn. Ui, hồi nãy mình tìm được một chiếc xe khoan bê tông, bây giờ lại có thêm một chiếc nữa nè các bạn ơi. Cái mũi khoan này khoan ở trên đây được luôn nha. Đây, khoan nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy mình khoan ghê chưa? Đó, khoan bê tông nè.
Ai, các bạn thấy ghê chưa? Ui, 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 ui. Ai, xe khoan bê tông nha các bạn. Ai, ok, rất là đã luôn các bạn ơi. À, xe này rất là xịn sò luôn nha. Ai, rồi, cho vô gỗ nè. Ai, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi nữa thôi các bạn ơi. À, được rất là nhiều luôn rồi các bạn ơi. Wow, ui, ở đây lại có hai chiếc nữa nè các bạn ơi. À, chiếc này hình như là chiếc máy xúc nha. Ôi, chiếc này cũng là chiếc máy xúc nữa nè các bạn ơi. Ồ, hai chiếc máy xúc đứng đây chung luôn nha. Ồ, ai cha ơi, được hai chiếc máy xúc này rất là thấy cưng và rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai chiếc này vô gỗ luôn. Wow, bữa nay chơi nguyên combo full màu vàng luôn nha các bạn ơi. Hay, tìm toàn là xe màu vàng không luôn nè. Wow, lại là hai chiếc xe màu vàng nữa nè các bạn. Ây cha, ui, chiếc xe trộn bê tông nè, màu vàng rất là dễ thương luôn các bạn ơi. À, thêm ở đây một chiếc xe cần cẩu múc cát nha, vẫn là màu vàng luôn nha các bạn. Ô, qua wow, toàn là màu vàng không luôn. Ây cha, ok. Wow, ở đây thêm một chiếc nữa nè các bạn ơi. Wow, xe này xe cần cẩu múc cát nè. Ai, cũng là màu vàng luôn nha. Ai, à, rất là ngon lành luôn các bạn ơi. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ cho vô gỗ nha. Ai, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. À, ê, ok các bạn ơi, bữa nay mình tìm một đống xe toàn màu vàng không luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài cho các bạn cùng xem với mình nè. Ai, cha, ai, các bạn thấy đã chưa? Xe khoan bê tông đây. À, xe ben nè các bạn. Rồi, xe cần cẩu múc cát nè. Đấy, các bạn thấy đã chưa? Xe tải nè các bạn ơi. À, xe cần cẩu múc cát nữa nè. Xe ô tô máy xúc đây. Vẫn là máy xúc nè các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông nha. Đó, xe bồn nha các bạn. Xe cần cẩu múc cát xịn đây. Hay, một chiếc máy xúc nữa nè. Chiếc xe này là xe ủi nè các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát đây. Xe này là xe khoan bê tông nha các bạn. Đó, wow, bữa nay toàn là mình chơi nguyên một siêu vàng siêu xe, tìm được toàn màu vàng không luôn nha. Ok, rất là êm luôn nha các bạn. Ai, đó, các bạn thấy phê chưa? Ai, đó, đó, nguyên một vàng siêu xe mình tìm được toàn là màu vàng không luôn nha. Ai, chiếc xe khoan bê tông này các bạn thấy ngầu chưa? Ai, xe cẩu múc cát nè. Ai, ai, ok các bạn ơi, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Ai, các bạn xem video của mình thấy thú vị thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn, để đón xem nhiều chiếc xe khác đẹp hơn nữa nha. Ok, thì bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye.